Chào anh em nhé, được một con này. Anh em mình sẽ để nuôi nhé các bạn. Rồi, hai con chim mồi của mình kia nha các bạn ơi. Đó, nó hơi bị sợ người này. Đây là gần buổi tối rồi nên là nó rất là sợ nhé. Bắt con kia vào chung luôn nhỉ. Ấy. Ôi, à, đó, để mình quay gió cho các bạn xem. Ôi, chắc video của mình đến đây nhá. Chào, hẹn gặp lại các bạn nhé. Chào mọi người nhé.